Peugeot ký thỏa thuận với Dongfeng. Công ty Peugeot Citroën của Pháp đã ký một thỏa thuận khung sườn với công ty Dongfeng của Trung Quốc vào hôm thứ Tư với sự giám sát của Tổng thống Pháp, ông François Hollande và Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Theo thỏa thuận này, công ty Dongfeng và chính phủ Pháp mỗi bên sẽ lấy 14% cổ phần trong Peugeot để huy động 3 tỷ euro cho nhà sản xuất xe hơi của Pháp. Thỏa thuận này sẽ mang lại cho công ty Peugeot số vốn cần thiết và một sự tiếp cận rộng lớn hơn vào thị trường châu Á, nhưng vẫn còn để lại những thách thức lớn phía trước. Tân giám đốc điều hành Peugeot, ông Carlos Tavares, nay phải phục hồi lại những hoạt động thua lỗ ở châu Âu, chấm dứt những thua lỗ kéo dài tại châu Mỹ Latin, thực hiện các kế hoạch ở Trung Quốc mà nhiều người cho là một tham vọng quá lớn và giải quyết sự đau đầu ở Nga có thể sẽ xấu đi. Sự liên kết này cho phép Peugeot và Dongfeng mở rộng liên doanh đã có sẵn của hai công ty ở Trung Quốc để cùng phát triển các loại xe, gia tăng sản xuất để chiếm một thị phần lớn hơn trong thị trường xe hơi lớn nhất thế giới và xuất khẩu các xe hơi của họ ở khắp châu Á. Ông Tavares, người vừa được thuê từ đối thủ Renault vào cuối năm ngoái và sẽ thay thế ông Philippe Vachon vào cuối tháng này. Giám đốc điều hành Dongfeng, ông Su Ping, nói rằng thỏa thuận này sẽ cho phép nhà sản xuất xe hơi Trung Quốc được hưởng những lợi thế trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển của PSA. Đổi lại, Dongfeng mang lại cho Peugeot sự am hiểu thị trường Trung Quốc và mạng lưới bán hàng rộng lớn tại đây. Ông Robert Peugeot, người đứng đầu công ty gia đình, đã hoan nghênh thỏa thuận này sẽ cho phép Peugeot Citroën khuếch trương sự phát triển của tập đoàn tại Trung Quốc và Đông Nam Á. Với thua lỗ không ngừng gia tăng ở gần như khắp mọi nơi khác, Peugeot có hy vọng cao cho Trung Quốc, cam kết gia tăng gấp 3 lần doanh số bán hàng với Dongfeng lên đến 1.5 triệu xe vào năm 2020. Tuy nhiên, ông Tavares phải đối mặt với một đoạn đường dài để khôi phục lại lợi nhuận cho các nhà máy ở châu Mỹ Latin và Nga do phải nhập khẩu phần lớn các bộ phận. Năm ngoái, doanh số bán hàng của Peugeot đã giảm 16% ở Brazil và 19% ở Nga, với triển vọng một đồng rút bị mất giá và các biện pháp trừng phạt thương mại được thắt chặt liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Trong khi đối thủ Renault mua lại 80% các bộ phận tại địa phương ở Nga, Peugeot nhập khẩu 70% tại nhà máy Kaluga.